được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nam Định Tôi Yêu của Đài Phát Thanh và Truyền Nam Định. Quý vị và các bạn thân mến, ở chương trình trước thì chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn về Vườn Quốc gia Xuân Thủy, về rừng ngập mặn của Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các loài chim ở đây để cùng nhau khám phá xem ở đây có điều gì đặc biệt nhé. Nam Định được biết đến với khá nhiều địa điểm du lịch lý thú về tự nhiên và lịch sử, trong đó có Vườn Quốc gia Xuân Thủy là một trong số đó. Vườn Quốc gia Xuân Thủy nằm cách Hà Nội khoảng 160 km về phía đông nam, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Đây là khu rừng ngập mặn đầu tiên ở Việt Nam được quốc tế công nhận theo Công ước Ramsar. Có diện tích tự nhiên 7.100 ha, trong đó có 300 ha là rừng ngập mặn. Vườn có cảnh quan tự nhiên với những cảnh rừng ngập mặn xanh tươi, trải dài như những thảm cỏ xanh đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, là những rừng sú, vẹt, bần đan xen lẫn nhau. Phù sa màu mỡ của sông Hồng đã tạo dựng nên khu đất ngập nước, hiện đang lưu giữ giá trị đa dạng sinh học phong phú với nhiều loại động thực vật hoang dã và đặc biệt là các loài chim quý hiếm. Đây chính là điểm thu hút khách du lịch nổi bật nhất của Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Vườn Quốc gia Xuân Thủy còn là vị trí trung tâm của khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng đã được UNESCO công nhận năm 2004. Thiên nhiên trong lành, con người chân thật, mến khách là những điểm hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến để khám phá điểm du lịch sinh thái này. Đến với Vườn Quốc gia Xuân Thủy, các bạn còn được quan sát nhiều loại động vật, nổi bật là chim. Đây được mệnh danh là sân ga của các loài chim di cư quý hiếm, là nơi tập trung của những đàn chim di trú, nơi ngụ cư của các loài chim nước. Hàng năm, cứ vào đầu đông, trên đường di cư từ phương Bắc xuống phương Nam, đã có nhiều loài chim chọn khu thiên nhiên đất ngập nước Xuân Thủy làm điểm trú đông hoặc dừng chân tích lũy năng lượng trước khi tiếp tục cuộc hành trình, đã biến nơi đây thành một vườn chim tự nhiên phong phú. Theo thống kê của vườn, có 219 loài chim sống ở đây, chủ yếu là loài chim nước với hơn 100 loài di cư cùng nhiều loài có tên trong sách đỏ thế giới như rẽ mỏ thìa, bồ nông, cò thìa. Rừng ngập mặn ở Xuân Thủy với cái diện tích cả trồng và cái tự nhiên ý. Chúng ta có thể tính cả diện tích ở phòng hộ trong vùng đệm cũng như là diện tích rừng sản xuất ở trong đầm tôm thì nó lên tới khoảng độ gần 2.000 hecta. Nhưng diện tích bãi bồi mà trong đó có rất nhiều cái sinh cảnh đặc biệt như là các cái bãi bồi cho chim nước và các loài thủy trinh tồn tại và phát triển thì nó rộng tới hàng chục ngàn hecta. Với cái diện tích như vậy thì nó về cơ bản đã đáp ứng được các cái mục tiêu cả về bảo tồn thiên nhiên lẫn hỗ trợ phát triển bền vững kinh tế xã hội của cộng đồng của khu vực. Thí dụ như là những cái bãi bồi rộng lớn thì chính là nơi kiếm ăn của chim nước và chim di cư, đồng thời cũng là nơi sinh sôi của rất nhiều loài thủy sinh. Bạn có tò mò cò mỏ thìa, rẽ mỏ thìa, chim trắng Trung Quốc là loài chim như thế nào không? Tại sao chúng lại được ghi trong sách đỏ thế giới? Cò mỏ thìa là loài chim di cư quý hiếm, là chỉ thị của sự an lành. Cò mỏ thìa có bộ lông trắng, trên đầu có một màu ngắn, trán trụi lông và có màu đen, cằm và trên họng trụi lông và có một điểm màu vàng trước mắt, mắt màu đỏ, cò xám chì, có vằn đen ngang. Chúng di cư về nước ta vào mùa đông, kiếm ăn ở các bãi chiều ngập ven biển. Ở trong nước thì trước năm 1997, chúng ta có thể bắt gặp ở các vùng ven biển đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Nhưng đến nay chỉ dễ dàng nhìn thấy cò mỏ thìa ở vùng Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Cò mỏ thìa có giá trị và tầm quan trọng rất lớn đối với hệ sinh thái ở Xuân Thủy. Chúng là nguồn gen quý hiếm cho khoa học và có giá trị thẩm mỹ cao, nhất là phục vụ hoạt động sinh thái. Song đã có lúc trong quá khứ, chúng bị xếp vào bậc cảnh báo nguy cấp, rất gần với nguy cơ tuyệt chủng, biến mất khỏi tự nhiên. Tương lai của chúng thực sự phụ thuộc vào chúng ta, một tương lai mà tất cả chúng ta cùng góp sức và chia sẻ. Xuân Thủy thì có khoảng 15 loài ở trong sách đỏ quốc tế, thì trong đó điển hình có loài quả thìa và một phần nữa là rẽ mỏ thìa. Thì hầu như chỉ có thể thấy ở Xuân Thủy trong suốt hàng chục năm gần đây. Nó trở thành những biểu tượng của vườn và một điều rất đáng mừng là trong khi mà phần lớn các cái loài đều bị suy giảm, thậm chí cả về suy giảm loài lẫn suy giảm về số lượng cá thể, thì ở Xuân Thủy năm vừa qua đã ghi nhận số lượng cá thể quả thìa đã tăng tới 20 con. Tức là bình thường những năm trước chúng ta chỉ thấy khoảng trên 40 cá thể, năm vừa rồi thì thấy 62 cá thể. Và những cái đợt mà Nhật Bản rồi các cái tổ chức quốc tế tổ chức chào đón chim di cư hoặc là kiểm đếm quả thìa đều ghi nhận được cái kết quả rất là đáng khích lệ. Còn rẽ mỏ thìa là một loài chim như thế nào?
Rẽ mỏ thìa cũng là một loài chim nguy cấp, quý hiếm, được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Là loài chim mà bất cứ ai cũng muốn được ngắm nhìn khi đến với vùng đất này. Đây là loài chim đẹp nhất ở Cồn Lu, cực kỳ quý hiếm. Có những dân xem chim bỏ hàng nghìn đô la để đến đây ngắm nhìn những con rẽ mỏ thìa. Loài này xếp bậc nguy cấp tuyệt chủng trên thế giới. Có những bầy chim khoảng 10.000 cá thể mới tìm được 1 đến 2 con rẽ mỏ thìa. Ở Việt Nam chỉ có 2 nơi là Cồn Lu thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy và Thái Thụy, tỉnh Thái Bình mới thấy được loài chim quý hiếm này. Ngoài những loài chim quý hiếm như cò mỏ thìa, rẽ mỏ thìa thì khi quý vị và các bạn đến với Vườn Quốc gia Xuân Thủy thì các bạn sẽ còn được khám phá những điều mới lạ và thuần khiết của thiên nhiên, yêu cái vẻ đẹp tinh khôi của các loài chim với đôi cánh trắng trao nghiêng trên nền trời xanh biếc, với những chiếc mỏ chim hình dáng lạ kỳ rụi xuống làn nước mênh mông để tìm kiếm thức ăn, và còn yêu cả cảnh hoàng hôn trên mặt nước lấp lánh. Mùa đông là mùa chim về nhiều nhất tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, nhưng nếu thích mùa hè hoặc thu để tận hưởng cơn gió mát của biển, bạn vẫn có thể ngắm nhìn được các loài chim di trú tránh nóng đến từ Nam Bộ và Campuchia như giang sen và bồ nông, hoặc các loài bản địa như cò bợ, vịt trời, bói cá, treo bèo, bìm bịp, bách thanh. Từ năm 1989, Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã được công nhận là khu Ramsar, khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, và là khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Trên vùng đất ngập mặn này, dưới làn nước thủy triều có khoảng 165 loài động vật nổi và 154 loài động vật đáy, tổng cộng khoảng 500 loài động vật. Đi giữa vùng Ramsar, ngoài việc có thể quan sát rất nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới, thì bạn còn được đắm chìm trong không gian biển trời mênh mông với rừng ngập mặn bạt ngàn, rừng phi lao vững trái và phủ xanh mặt đất là loài rau muống biển quen thuộc nở rộ hoa tím đơn sơ mà đằm thắm của miền quê giao thủy. Vùng đệm của vườn có diện tích 7.200 ha, nằm trên địa bàn 5 xã Giao Thiện, Giao An, Giao Hải, Giao Lạc và Giao Xuân. Có tiềm năng phát triển kinh tế với nhiều loại hình, nuôi ngao, tôm, nuôi ong lấy mật, trồng nấm, khai thác rau câu. Đáng chú ý, sản lượng nuôi ngao ở khu vực này được xếp loại vào hàng đầu cả nước, ổn định khoảng 12.000 tấn với thu nhập từ 150 đến 200 tỷ đồng một năm. Nhiều năm qua, nguồn lợi thủy sản đã nuôi sống và mang lại thu nhập cao cho hàng ngàn người dân địa phương. Thì ở Xuân Thủy những năm gần đây này cũng thực hiện được rất nhiều việc tốt. Từ cái việc mà bảo tồn những cái mục tiêu cơ bản như là rừng ngập mặn, chim nước, chim di cư, rồi cân bằng thủy sinh, thì các hoạt động nghiên cứu khoa học khá là nổi trội. Rồi hoạt động giáo dục môi trường cũng khá là toàn diện và có được cái hiệu quả đáng kể. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì Xuân Thủy đang hỗ trợ cho hai cái mục tiêu phát triển kinh tế bền vững là phát triển du lịch sinh thái, cả du lịch tự nhiên ở vườn quốc gia và du lịch cộng đồng ở trong vùng đệm, và góp phần phát triển các cái sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương, thậm chí cả những sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Với du lịch sinh thái thì những năm gần đây do đường xá rồi cơ sở hạ tầng tốt hơn nhiều thì ở Xuân Thủy có thể đón tới vài chục ngàn khách một năm. Có rất nhiều đoàn từ xa đến, thậm chí rất nhiều khách nước ngoài. Mô hình du lịch cộng đồng thì trong mấy năm qua cũng đón được trên 1.000 khách với 1/3 là khách quốc tế. Thì cái thu nhập từ du lịch chưa lớn nhưng mà nó đã chứng tỏ rằng là đây là một hướng đi đúng và có cái hiệu quả lâu bền. Còn về kinh tế xã hội thì trên thực chất là cái tài nguyên ở vùng lõi ở Vườn Quốc gia Xuân Thủy đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng địa phương thực hiện các hoạt động về khai thác và nuôi trồng thủy sản. Mô hình nuôi trồng thủy sản như là nuôi ngao, rồi nuôi tôm, cua cá ở trong các cái đầm tôm, ở trong các cái vây vạng, rồi cái việc khai thác tự nhiên các cái nguồn lợi thủy sản ở trong các cái vùng rừng ngập mặn và bãi triều hàng năm đem tới thu nhập nhiều trăm tỷ đồng và nó tạo ra cái bộ mặt dân sinh kinh tế xã hội rất là khởi sắc. Nơi đây, biển giao hòa với rừng, chim trời cả nước, giao hòa với hình ảnh con người mưu sinh. Những mô hình sinh thái nuôi trồng thủy sản kết hợp với bảo vệ rừng đã tạo nên bức tranh sinh động về vùng quê điển hình ở cửa sông ven biển miền Bắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình với những mô hình nuôi ong, những nghề truyền thống gắn liền với người dân vùng đất này với sự háo hức và mong chờ.